Thưa quý vị, tiếp tục chương trình chất vấn kỳ họp thứ 6. Sáng nay, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm lĩnh vực nội chính tư pháp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên chất vấn. Tại phiên chất vấn, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay là lực lượng cảnh sát khu vực, cũng được sắp xếp theo khu phố, tổ dân phố. Như vậy sẽ quản lý hộ dân tăng nhiều hơn so với hiện tại. Việc này sẽ rất khó khăn tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dân số đông. Với những thành phố đông dân như thành phố Hồ Chí Minh cũng bị cắt giảm biên chế cơ học đối với cảnh sát khu vực như các ngành khác. Vậy cách nào để cảnh sát khu vực có thể thực hiện được đảm bảo nhiệm vụ của mình là bám sát địa bàn dân cư, giữ mối liên hệ với nhân dân và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ? Hiện nay chúng tôi cũng đang biết được là với cái tốc độ đô thị hóa và cái công việc ở cấp cơ sở là rất lớn. Chúng tôi thống kê nếu mà cảnh sát khu vực, công an xã, chính quy có khoảng trên 100 đầu việc phải thực hiện hàng ngày. Thế nên cái chủ trương Bộ Công an là không phải giảm biên chế, giảm số cảnh sát khu vực mà chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường. Chúng tôi điều động công an từ các cấp, các bộ, đến cấp tỉnh, cấp huyện phải tăng cường cho cấp cơ sở. Đây là một cái chủ trương từ cả kể cả bộ. Bộ thì hiện nay chúng tôi đã điều động khoảng 500, gần 500 cán bộ của bộ xuống về công an cấp xã đặc biệt phức tạp, đặc biệt là vùng biên giới, những cái xã biên giới. Thì và chúng tôi sẽ tăng cường những cái vấn đề này chứ không giảm. Và một cái giải pháp nữa là tiếp tục cái tăng cường cái sử dụng công nghệ trong cái giao dịch, trong tiếp xúc với người dân. Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, đại biểu Trần Kim Yến đề nghị Bộ trưởng cho biết thêm việc sắp xếp trong ngành giáo dục. Tinh giản mang tính chất cào bằng, cơ học đang ảnh hưởng rất nhiều đến ngành giáo dục. Khi rất nhiều địa phương cho biết rằng đang thiếu rất nhiều giáo viên, nhưng việc tuyển dụng giáo viên thì cực kỳ khó khăn. Chưa kể giáo viên nghỉ việc tiếp tục gia tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là có quá nhiều áp lực và thu nhập chưa đủ sống. Mặt khác, đề án vị trí việc làm trong nhà trường không có chức danh giám thị. Đây cũng là thêm một cái áp lực dành cho nhà trường và cho giáo viên. Bộ có giải pháp gì để giải quyết vấn đề trên? Chúng tôi thấy là đối với ngành giáo dục thì có lẽ cái vấn đề nổi lên đó là chúng ta phải tập trung rất cao cho cái việc hoàn thiện một số các cái hệ thống thể chế. Trước hết đó là luật giáo dục. Thì tôi nghĩ Bộ Giáo dục Đào tạo cũng nên rà soát xem xét lại. Và tới đây nữa thì chúng ta có ban hành cái luật nhà giáo thì cũng là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta có những cái giải pháp để mà chúng ta đảm bảo được những cái vấn đề cơ bản nhất cho cái việc đảm bảo đời sống, rồi số lượng, rồi chất lượng cho cái hoạt động của đơn vị sự nghiệp giáo dục. Và thứ hai, trước mắt thì sẽ khẩn trương để sửa đổi cái thông tư 06 cũng như là cái thông tư 11 về định mức giáo viên và học sinh trên lớp. Và đồng thời với cái việc này thì cũng sửa ngay cái nghị định 81 để đảm bảo được cái việc mà thực hiện cái thu học phí cho tất cả các cái cơ sở giáo dục từ mầm non cho đến đại học. Và khẩn trương rà soát, có cái hướng dẫn để mà rà soát sắp xếp lại quy mô trường lớp cho phù hợp với lại từng địa bàn. Đại biểu Trần Anh Tuấn cho rằng, đẩy mạnh cơ chế phân cấp, phân quyền giữa bộ ngành trung ương và địa phương đang được triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết quả chưa được như mong muốn. Việc phối hợp giữa bộ ngành trung ương và địa phương giải quyết một số vấn đề về thủ tục hành chính còn chậm. Nhiều vấn đề mà địa phương xin ý kiến, hướng dẫn của bộ ngành trung ương được trả lời còn chậm, mất nhiều tháng, hàng tháng. Ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xin Bộ trưởng có giải pháp để khắc phục tình trạng này. Một, đó là chúng tôi cũng mong muốn đề nghị các bộ ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện cái hệ thống thể chế để đảm bảo một cách đồng bộ, thống nhất, liên thông và gắn chặt với cái việc mà thực hiện phân cấp phân quyền cũng như cắt giảm tối đa các cái thủ tục hành chính. Cùng với vấn đề này thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội trong cái kế hoạch của những năm tới là sẽ thực hiện cái việc mà sửa đổi cái luật tổ chức Chính phủ và luật chính quyền địa phương để thông qua đây để mà chúng ta giải quyết tiếp những vấn đề còn vướng mắc, nhất là vấn đề liên quan đến phân cấp phân quyền.